mọi người về sản phẩm của em đang bán nhé. Và hiện tại em cũng đang sử dụng luôn, đó là Sếp Serum. Sếp Serum thần thánh, ai cũng biết rồi. Đầu tiên đó là Serum. Loại này là loại để dùng để thay da sinh học ấy. Nó tạo cho mình một đẩy hết các độc tố này, đẩy hết các độc tố và giúp cho làn da của mình nó khỏe mạnh hơn này, đẩy hết các độc tố ra ngoài này. Khi mà sử dụng nó ấy thì bạn sẽ cảm thấy một chút là hơi sót sót, nhờ châm châm kiểu như châm kim ở trên mặt ấy, nhưng đấy là điều tốt, nó đang thay da cho mình ấy một lớp da mới hoàn toàn tốt. Này, lọ thứ hai đó là serum dưỡng trắng. Trên thị trường hiện tại bây giờ là loại serum này có rất nhiều hàng nhái và hàng giả nhá. Mọi người chú ý nhá, loại thật ấy là bao giờ nó được in hoàn toàn ở trên thân chai, không phải là giấy nhá. Bây giờ trên thị trường nó bán một cái loại giả là in bằng giấy ấy ạ. Mọi người phải để ý kỹ thật kỹ nhá. Còn loại này này, có tem quả nó này này. Em đã xách hai chai này từ bên Hàn Quốc về. Và bây giờ em sẽ thử test cho mọi người thấy nhá. Nhưng đây là mẫu mới cho em không test. Em hiện mẫu của em đang sử dụng luôn. Em sẽ test cho mọi người thấy này. Đầu tiên đó là thay da sinh học này. Chúng ta sẽ lấy một chút chấm trên các điểm trên mặt. Chúng ta sẽ chờ cho khi nào mà cảm thấy rằng là hết sót đấy. Hello cả nhà. Sau khi mà đã sử dụng sản phẩm này xong này, đây em đã đi rửa mặt này, hơi sót sót một chút thôi nhưng không sao, rất là tốt cho da của mình. Một tuần thì mọi người có thể là, nếu mà da của ai yếu ấy, như da của em này, một tuần em chỉ sử dụng một lần. Thi thoảng chẳng hạn như là mình đi đâu đấy nhiều ấy, trong tuần đấy mà mình đi đâu đấy nhiều, ra ngoài này bụi bẩn các thứ nó bám lại nhiều trên da mặt ấy, một tuần em sẽ sử dụng 2 lần. Đấy là dành cho da những người nào mà da mỏng và yếu thì là nên sử dụng, chỉ một tuần nên sử dụng một lần thôi để giúp cho da mình tránh bị ảnh hưởng nhá. Sau khi sử dụng xong sản phẩm đấy, nếu mà thường mà mọi người không đắp mặt ấy thì mọi người có thể sử dụng luôn sản phẩm này. Nhưng mà ngày hôm nay em ấy thì thường là sử dụng xong sản phẩm serum này xong là em sẽ đắp một lớp mặt nạ. Thì hiện tại em sẽ giới thiệu đến mọi người mặt nạ ngọc trai. Em cũng mới xách từ Hàn Quốc về đấy ạ. Loại mặt nạ này rất tốt. Đây, không còn tem các thứ của hãng này. Em sẽ khui nó ra. Ôi trời ơi. Trong một hộp của nó đây, bao nhiêu cái? Được 10 chiếc tất cả. Đây, trong một hộp được 10 chiếc tất cả. Bây giờ em sẽ sử dụng sản phẩm này nhé. Ở đây đã có hướng dẫn rồi rồi đấy ạ. Cách sử dụng của nó, chúng ta chỉ việc sử dụng theo nó mà thôi. Ở đây nó đã ghi sẵn rồi đấy ạ. Thứ nhất, thứ hai và thứ ba thì chúng ta sẽ sử dụng theo đúng quy trình của nó nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ bóc, bóc vỏ thứ nhất ra này. Nó là một lớp kem nhỏ đấy ạ. Chúng ta sẽ bôi chúng. Mặt nạ này rất là tốt luôn ạ. Quy trình của chúng ta sẽ là đến đắp mặt nạ, là gói ta đại dưới này đấy ạ. Gói thứ hai đây. Chị em chúng ta là phải luôn luôn chăm sóc sắc đẹp. Em ngày nào cũng đắp mặt nạ luôn. Nhất là mùa hè thì em còn rất là hay rồi đó. Nhưng mà khi vào mùa đông ấy, da rất là khô, cho nên là chúng ta sẽ phải đắp mặt nạ thường xuyên. Và bây giờ chúng ta sẽ tận hưởng. Chúng ta sẽ đắp khoảng 15 đến 20 phút mọi người nhé. Chúng ta đã sử dụng đến mặt nạ để cho thẩm thấu vào da. Thì bây giờ đến bước cuối cùng đó là chúng ta sẽ sử dụng kem mắt để trị thâm. Loại mặt nạ này rất là tốt.
đó là có thể giúp cho những bạn nào mà bị thâm mắt đấy. Nhưng mình mấy hôm nay hiện tại là đang bị mất ngủ, cho nên là quầng mắt của mình rất là nổi hết hai phần thâm ở bên dưới quầng mắt lên này, rất là xấu và nhìn chúng ta sẽ già đi rất là nhiều đấy ạ. Bôi cái quầng mắt này thôi nhé mọi người nhé. Đó, sau khi sử dụng xong mặt nạ, tiếp theo đến là mình sẽ sử dụng đến serum. Loại serum này đây là của mình nhá, mình đang sử dụng ở tại nhà, nó sắp hết rồi thì mình sẽ sử dụng nốt. Thì bạn cũng bôi như mẫu serum trước. Chúng ta phải luôn luôn chăm sóc cho làn da của mình. Căng bóng và sạch trắng sáng. Mình hôm nay đã test cho mọi người thấy bộ sản phẩm nhà mình rồi đấy. Mọi người nhớ like, chia sẻ và ủng hộ cho mình nha.